Xin chào tất cả anh em, hôm nay bên mình sẽ giới thiệu phần mềm dạy online. Thì phần mềm này á áp dụng cho khóa dâu, chương trình này á dành riêng cho những anh em nào ở xa, không có thời gian để vào trung tâm ở Suro tại thành phố Hồ Chí Minh để học. Thì với chương trình này á, thì nếu mà học ở Suro, tại trung tâm ở Suro á, thì chương trình kéo dài khoảng 3 tháng trong mỗi khóa Mercedes và BMW. Thì với chương trình online á, mọi nội dung lý thuyết á, thì em đã chuẩn bị trong cái phần của Mercedes này, hoặc tới đó thì bên cái BMW á, thì nó cũng tương tự như vậy. Thì việc của anh em á, thì làm sau đó sau khi học lý thuyết trên đây xong á, thì có thể sắp xếp thời gian khoảng 2 đến 3 tuần thì để vào trung tâm để vừa học và vừa thực hành trên xe. Thì với phần mềm này á, thì hy vọng có thể giải quyết được những khó khăn cho những anh em ở xa. Thì em sẽ giới thiệu qua sơ qua cái nội dung của Mercedes này. Thì sẽ chia ra hai phần điện động cơ và điện thân xe. Thì điện động cơ em sẽ tập trung vào một nội dung, hai nội dung, ba nội dung, bốn nội dung, 5 nội dung. Thì gồm 5 nội dung chính này. Thì đầu tiên á, nội dung là hướng dẫn sử dụng tài liệu WIC. Thì trong đây em đã chuẩn bị hết tất cả những cái gì liên quan đến cái WIS này. WIS này là phần mềm tra tài liệu của Mercedes này. Thì em đã chuẩn bị tất cả các cái chức năng và mô tả nó như thế nào, sử dụng nó ra làm sao. Thì cái phần mềm này bên em sẽ hỗ trợ cho đa cho anh em nếu mà anh em muốn có học về cái phần online này. Đó là phần WIC, phần mềm tra tài liệu WIC. Tiếp theo là cái phần chẩn đoán DAS Sentry. Thì trong đây á, thì em đã chuẩn bị những video riêng của DAS và Sentry. Thì tại vì với những anh em ở ngoài á, thì rất là yếu về cái phần mà sử dụng tài liệu này, hai cái phần này rất là yếu. Thì em sẽ hai phần này em sẽ đánh mạnh vào khi mà video hay là những video em sẽ gửi lên group. Khi mà mình được học thì mình sẽ được vô một cái group đó, thì em sẽ up liên tục về hai phần này cho anh em, tại vì ở ngoài rất là yếu về hai cái sử dụng hơn mấy cái phần này. Tiếp theo là cái phần quản lý nguồn trên xe mạng là gồm cái gì. Thì với tương ứng mỗi xe thì em sẽ đã liệt kê ở đây đó, ví dụ S21 là gì, E23 là cái gì. Đó, thì nó gồm những cái gì, hoạt động nó làm sao, thì em đã chuẩn bị hết trong đây. Đó, ví dụ 30G, 30T là cái gì. Đó, thì đó là cái quản lý nguồn. Tiếp theo là can bus. Thì trong đây thì em cũng đã chỉ cái cách mà tìm can bus nó như thế nào. Việc của anh em thì cứ làm theo cái này và tìm tương ứng cái xe nó ra, cái xe đầu khối can nó gồm những can gì. Nó giao tiếp với nhau bằng cái gì, gateway là cái gì. Đó, thì đây em đã soạn hết tất cả những thứ, ví dụ nó nằm ở đâu, vị trí, cách ra nó như thế nào. Đó là phần can. Tiếp theo là cái phần bảo mật, hệ thống bảo mật. Thì đối với châu Á đó là hệ thống IMO, thì nó khác gì với châu Á không. Thì châu Âu cái tên nó là Driver Authorization. Thì tương ứng với mỗi cái đời xe thì cái hệ thống IMO nó sẽ khác. Thì em đã liệt kê hết trong đây nguyên lý hoạt động như thế nào, giao tiếp nó ra làm sao. Thì em đã có liệt kê hết từng dòng xe, đời xe ở đây rồi. Và cái mục cuối cùng của điện động cơ đó là cái hệ thống khởi động. Thì tương ứng với cái mục này cũng rất là quan trọng này. Khi mình xoay ổ khóa tới cái vị trí đề thì nó sẽ xuất tín hiệu gì và tới đâu để điều khiển ra cái đề đó. Thì với tương ứng của dòng xe thì em đã liệt kê hết. Thì có những cái mục giống như bấm để xem chi tiết hơn, thì bấm vô mình coi chi tiết hơn cái mặt nó của nó như thế nào. Đó, em chuẩn bị hết trong đây. Đó là tất cả của điện động cơ. Thì còn điện năng xe là sao, thì nó sẽ gồm những cái mục chính còn lại đây. Điều khiển đèn thông minh, ví dụ trên mỗi đời xe thì nó sẽ là mỗi hệ thống, mỗi cái tên gọi khác nhau.
ví dụ Intelligent rồi Adaptive rồi Multibeam các kiểu, nói chung là rất là nhiều thứ. Thì em đã chuẩn bị hết cái những cái hệ thống đèn của từng đời xe ở đây rồi. Việc của anh em cố gắng đọc và có thắc mắc gì á thì tới mỗi tuần á thì bên em sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho trong tuần đó, ví dụ 1-2 buổi để mà mình live stream hay gì đó, thì trong một cái group để mà mình giải đáp thắc mắc. Tiếp theo là nâng hạ phục. Thật gồm cái gì? Ví dụ trên cái đời S221 nó có hệ thống Aematic, thì cái sơ đồ khối điều khiển nó như thế nào, chức năng nó làm sao đó. Ví dụ hệ thống damping nó gồm cái gì, và S221 nó cũng có cái hệ thống là ví dụ hệ thống Active Body Control, thì nó khác gì không. Em đã liệt kê hết tất cả những chức năng ở đây đó. Thì đó là hệ thống phục. Thực sự nó với dòng C, dòng Y, nếu mà phục hơi dòng C thì có dòng C 300 hoặc là GLC 300, thì nó cái hệ thống phục hơi nó cũng gần tương tự như vậy đó, gần tương tự cái hệ thống Aematic của trên dòng S21 này. Thì em đã liệt kê hết một cái, và những cái còn lại thì em sẽ đưa tài liệu tham khảo. Đó là hệ thống Aematic. Tiếp theo là hệ thống cân bằng điện tử. Ví dụ cân bằng điện tử cái này rất là nhiều tên gọi, ví dụ như Centrotronic Brake, hệ thống Centrotronic Brake Control là cái gì, rồi hệ thống Adaptive Brake. Hiện tại là cái hệ thống này là khá là mới nè. Thì hầu như trên xe cỡ khoảng 28 đổ về sau thì nó xài cái hệ thống này nhiều. Adaptive Brake thì gồm những cái gì đó, nó làm việc làm sao, thì trong đây em đã liệt kê hết chức năng đó. Đó, ví dụ như nó hỗ trợ trong cái điều kiện như thế nào đó, ví dụ vậy. Rồi hệ thống cảnh báo va chạm Bartronic là cái gì đó, hệ thống nó gồm những cái gì, nó hoạt động ra làm sao, nó kết nối với nhau qua những cái mạng ken gì đó. Thì em đã liệt kê hết tất cả ở đây đó, nguyên lý hoạt động nó ra làm sao. Thì đó là những cái hệ thống chính của điện thân xe và điện động cơ. Thì ngoài điện thân xe và điện động cơ, cái mục chính thì nó có những thêm cái mục phụ như đây. Thì tại sao em phải tách ra như vậy? Vì những cái mục chính á, thì với tương ứng những xe nó sẽ là một cái hệ thống đó, nhưng mà với những xe nó sẽ là khác nhau. Nhưng đối với hệ thống phụ này thì ví dụ cơ cấu nạp kính, cơ cấu điều chỉnh ghế, rồi motor gạt mưa, bơm nước rửa kính trước sau, rồi điều khiển vô lăng, nút vô lăng và kèn, phanh tay điện gồm những cái gì, điều khiển vị trí số, hệ thống lạnh, hệ thống giải trí, nâng hạ cốp, thì những cái này á nó gần như không đổi. Chỉ có hệ thống giải trí thì mình chỉ coi sơ qua thôi, hệ thống giải trí này thực sự nó rất là phức tạp. Thì với những cái mục còn lại á, thì em sẽ giới thiệu về những yêu cầu về để giới thiệu này, đó là tổng quan về hệ thống này, sử dụng chức năng trên xe như thế nào, nguyên lý và điều kiện hoạt động của hệ thống, và mình phân tích được cái sơ đồ mạch điện của từng cái hệ thống đấy. Và với từng hệ thống này khi mà nó xảy lỗi thì cái chế độ dự phòng nó là cái gì đó, thì mình phải giải đáp được những cái yêu cầu này của từng cái mục này. Tại vì những cái hệ thống điều khiển này nó thực sự trên những cái xe nó y chang nhau hết, thì nó cái này rất là đơn giản. Chỉ có quan trọng là cái khó là nó nằm ở cái điện thân xe và những cái mục chính đó này. Thì ngoài ra những có những cái đó, những cái mà nội dung này em giới thiệu qua, thì nó còn có thêm những cái nội dung thêm, bổ sung thêm, như ví dụ như nguồn ISU. Thì em đã chuẩn bị sẵn cho những cái hộp này là rất thông dụng ở Việt Nam mình, 271, 272, 273. Thì cái cách để kết nối đấu và giả lập để mình kiểm tra cái hộp đó như thế nào á, thì anh đã giới thiệu hết trong đây. 272, ví dụ 272 sao thì em lại mô tả trong đây hết. Tiếp theo là một cái động cơ rất là phổ biến ở Việt Nam mình, đó là hệ động cơ 2.1 này. Thì em đã sẽ giới thiệu tổng quan về một cái hệ thống GDI. Thì đây, với cái hệ thống này, động cơ này thì ở Việt Nam rất là nhiều,
thì em sẽ giới thiệu qua cái tổng quan từng cái bộ phận trên cái hệ thống này. Và với máy dầu thì nó sẽ có cái động cơ 651 này, mặc dù nó không phổ biến ở như máy xăng nhưng mà nó cũng có ở thị trường Việt Nam. Thì em muốn giới thiệu sơ qua về cái hệ thống này. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái điện động cơ và điện thân xe. Ngoài ra nó có thêm một cái công nghệ mới nữa, một công nghệ mới. Thì trong đấy em sẽ liệt kê tất cả những cái công nghệ từ mới tới cũ trên những dòng xe. Đó, ví dụ như động cơ VC là gì, camera 360 ví dụ vậy. Thì những cái này em sẽ update liên tục những cái công nghệ mới này. Ví dụ những xe mới nó ra thì em sẽ update qua đây. Thì việc của anh em chỉ cần bấm vào đây thì hiện video lên và coi. Đó. Video này toàn là tiếng Anh nha, nên ra là chủ yếu là mình nó mô tả như thế nào thôi. Còn nếu mà anh em nào mà có thể nghe được tiếng Anh á, thì có thể là hiểu nó nói gì thêm. Còn nếu mà không có chưa hiểu lắm á, thì cứ nhắn tin vào bên em giải thích cho cái này. Thực sự nó cũng không có gì khó. Thì đó là những cái công nghệ mới. Đó là toàn bộ cái hệ thống dạy online của Mercedes, điện thân xe và điện động cơ. Thì hy vọng với cái phần mềm này có thể giải quyết được cái vấn đề thời gian và địa điểm cho tất cả anh em nào mà muốn học nhưng mà không có điều kiện ở lâu. Thì cái này nó một phần nào đó nó giải quyết được cái vấn đề thời gian. Ví dụ như nếu mà học xong cái này lý thuyết thì anh em chỉ cần 2 tuần đến 3 tuần để vô đây trung tâm vừa học vừa thực hành trên xe luôn, thì cái nó sẽ giải quyết được cái vấn đề thời gian cho anh em. Còn nếu mà học tại trung tâm thì với mỗi cái phần ví dụ như Mercedes thì khoảng học phải là 3 tháng, hoặc BMW thì cũng phải là 3 tháng. Đó, thành ra là cái phần mềm này hy vọng là nó sẽ giải quyết được những cái khó khăn cho anh em ở xa. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe.